Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta dâng lời cảm ơn Đức Chúa Trời vì chương trình cứu rỗi của Chúa thật là hoàn hảo ở trong Chúa Giêsu Christ. Ở trong Chúa Giêsu Christ, Ngài đã tha thứ tội cho chúng ta. Và ở trong Chúa Giêsu Christ, Ngài đã cho chúng ta được làm con của Đức Chúa Trời. Ở trong Chúa Giêsu Christ, chúng ta được hòa thuận lại với đấng tạo hóa và làm cho chúng ta được tự do bước vào nơi chí thánh của Chúa mọi lúc và mọi nơi. Cho nên ở trong Chúa Giêsu Christ, người đàn ông cũng như người đàn bà, người già cũng như người trẻ, người Việt Nam cũng như người Hoa Kỳ đều là giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Và buổi sáng hôm nay tôi muốn đối với tất cả mọi người đang có mặt tại đây là những người nam, chúng ta cần phải biết ơn Chúa trong một khía cạnh khác. Nhưng mà là những người nữ, chúng ta biết ơn Chúa nhiều khía cạnh khác nữa. Cảm ơn Chúa. Cho nên trong giờ này, quý vị có biết sáng hôm nay tôi đã dậy rất là sớm. Tôi cầu nguyện. Đêm hôm qua trước khi ngủ, tôi có cầu nguyện với gia đình đọc Kinh Thánh. Và tôi cứ hỏi với vợ tôi rằng, Chúa ơi, tôi cầu nguyện với vợ tôi, Chúa ơi, nếu đẹp đồng Chúa thì Chúa cho con giảng lại cái bài mà con chuẩn bị tuần trước. Tuần trước tôi đã chuẩn bị bài, nhưng mà có một đầy tớ của Chúa đến, tôi đã nhường một giảng. Và hỏi Chúa, nếu mà Chúa muốn con giảng lại cái bài giảng của tuần vừa rồi thì con sẽ giảng. Còn không, Chúa muốn con chia sẻ một điều gì đó cho dân sự của Chúa thì Chúa bày tỏ cho con có một sứ điệp mới cho dân sự của Chúa. Sáng nay tôi đã dậy sớm và tôi cầu nguyện Chúa. Tôi thấy được rằng là vai trò của người nữ trong gia đình cực kỳ quan trọng. Amen. Vai trò của người nữ trong gia đình cực kỳ quan trọng. Nhưng mà tôi cũng muốn nói rằng là người chồng đóng một vai trò cũng không kém quá quan trọng trong gia đình của mình. Amen. Cho nên buổi sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ về cả những người chồng lẫn những người vợ. Amen. Tôi chia sẻ về cả người cha lẫn người con. Tôi chia sẻ về cả người đàn ông lẫn người đàn bà. Chúng ta đều là quan trọng và giá trị trước mặt Chúa. Amen. Chúng ta biết rằng về nói về người đàn ông, chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì Chúa dựng người đàn ông là theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Người đàn ông, Chúa sức giàu để trở thành những vị tiên tri, Chúa sức giàu để trở thành những nhà lãnh đạo, và Chúa sức giàu những người đàn ông để làm những công việc lớn lao trong nhà của Chúa. Nhưng hỡi các ông, nếu trong gia đình mà chúng ta thiếu đi những người vợ tin kính Chúa, thiếu đi những người vợ mà đồng công với chúng ta cũng gặp rất là nhiều điều rắc rối. Cho nên tôi mong rằng sau sứ điệp này, những người đàn ông hãy yêu mến Chúa và cũng quý mến những người vợ trong gia đình của mình. Có đàn ông nào dám khinh thường vợ của mình không? Điều đàn ông, hỡi những người đàn ông nghe đây, Chúa kêu gọi quý vị trở thành người lãnh đạo trong gia đình, lãnh đạo trong đất nước, và có thể Chúa kêu gọi những đàn ông lãnh đạo trong hội thánh của Ngài. Nhưng mà hỡi những người đàn ông, quý vị cần phải biết rằng là người vợ mà Chúa đặt để bên cạnh, Kinh Thánh Chúa nói ở trong Sáng Thế Ký rằng loài người ở một mình thì không tốt, không hoàn hảo, không trọn vẹn. Cho nên ta mới làm ra một người để giúp đỡ giống như nó. Không biết từ ngày bạn Kháng cưới được bạn Linh, bạn Kháng có thấy là bạn Linh có giúp được bạn Kháng điều gì không? Nhiều điều. Nhiều điều mà. Hallelujah. Ví dụ một ngày nào đó mà bạn Linh đi du lịch khoảng chừng một năm mới về thì bạn Kháng nghĩ gia đình mình như thế nào? Rỗi lắm à. Rỗi lắm à. Rỗi lắm. Đó là, đây là người nam thật tình. Thật lòng. Và muốn hỏi thật rằng từ ngày mà bạn Kháng cưới được bạn Linh thì bạn Kháng cảm thấy rằng mình tốt hơn hay là mình tệ hơn? Tốt hơn. Tốt hơn à. Vỗ tay người khen Chúa. Amen. Đó là người thật tình. Cảm ơn Chúa. Cho nên tôi cầu nguyện cho những người vợ đang có mặt tại đây biết được rằng quý vị cực kỳ quan trọng trong cặp mắt của chúng tôi là phía đàn ông. Và tôi cũng nói với tất cả những người đàn ông đang có mặt tại đây, quý vị ơi, quý vị cũng là những con người cực kỳ quan trọng trong cặp mắt của vợ mình. Hỡi những người nữ, hỡi những người vợ,
Nếu trong gia đình quý vị mà người đàn ông trở nên vô trách nhiệm, người đàn ông cảm thấy là vô trách nhiệm và không còn có trách nhiệm cho gia đình, không còn quan tâm đến gia đình, quý vị sẽ thấy gia đình mình như thế nào? Xào xá. Chồng Nguyễn bảo là xào xáo ha. Cho nên hỏi những người vợ, quý vị có cần chồng mình không? Không, phải cần. Cô Huyền nó cần lớn nhất nha. Chúng ta biết rằng Chúa đặt để người nam là có trách nhiệm của người nam, và người nữ là có trách nhiệm của người nữ. Trong hội thánh cũng vậy, không thể nào chỉ trọng dụng những người nam mà bỏ người nữ qua một bên, đúng không chị em? Nhưng mà trong hội thánh cũng không thể nào chỉ dùng những người nữ mà khinh thường những người nam. Vì lý do đó Chúa Giêsu chết là chết cho cả người nam lẫn người nữ. Chúng ta lắp vai người bên cạnh nói: Chúa chết cho bạn và chết cho tôi nữa, amen. Chúa đền tội cho bạn và Chúa đền tội cho tôi nữa. Chúa dùng bạn và Chúa cũng muốn dùng tôi nữa, amen. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà cái người nam đầu tiên bị thất bại tên là Adam. Ông ấy bị thất bại điều gì? Quý vị hãy nghe lời của Đức Chúa Trời, tôi đọc cho quý vị nghe. Lời của Đức Chúa Trời được chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 từ câu 6 đến câu 8 như sau: Người nữ thấy trái cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý để mở trí khôn, bèn hái ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn mắt hai người mở ra, biết rằng mình lõa lồ tiêu rồi, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. Lối chiều nghe tiếng Jehovah Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam bèn ẩn mình giữa bụi cây bằng để tránh mặt Jehovah Đức Chúa Trời. Cái người nữ đầu tiên đã làm cho ông chồng rắc rối tên là Eva. Cái người nam đầu tiên nghe lời vợ mà nghe tầm bậy, không suy xét, không có cẩn thận và không nghe tiếng Chúa trước, mà không làm theo lời Chúa trước mà nghe lời vợ trước, rắc rối vô cùng. Cho nên sau bài học này không phải để cho chúng ta đổ thừa nhau, sau bài học này không phải để cho chúng ta cảm thấy mình mặc cảm và xấu hổ, nhưng sau bài học này để nhắc nhở chúng ta khi người vợ xúi điều gì, nói điều gì, chúng ta xem thử điều đó nó có phù hợp với Kinh Thánh hay là không. Amen. 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 Từ đầu tôi nói là người vợ rất là quan trọng, cần người vợ. Nhưng mà không phải cái gì cũng nghe lời vợ đâu. Cô Hiền có nói chính xác. Nhưng mà phía sau tôi sẽ nói, có nhiều người nghe lời vợ mà nghe lời đúng đó, vô cùng tuyệt vời. Mấy ông đừng nghĩ là mình tốt hết, mình đủ hết rồi, không nghe lời vợ, coi thường vợ, mấy ông đó lại gặp rắc rối. Cái này là vui thôi. Người ta tính toán á, phần đông những người đàn ông thành công á là những người đàn ông sợ vợ. Nói như vậy tôi biết có hay không, chưa có chứng minh, cho nên là tôi chỉ nghe nói vậy. Nhưng mà tại nơi đây Adam đã nghe lời vợ mà nghe lời tầm bậy. Chúa bảo là đừng có ăn trái cấm, đúng không? Chúa biểu là đừng ăn trái cấm. Ví dụ như ngày hôm nay Chúa bảo là gì? Hãy lấy ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Nhưng người vợ nói là: anh ơi, ngày chủ nhật là ngày kiếm tiền nhiều nhất. Rồi, giữa hai điều này, bây giờ mình nghe lời vợ để mình nghĩ không thèm đi thờ phượng Chúa, hay là mình nghe lời Chúa bằng lòng dâng một ngày giá trị này, ngày thánh nhật này, để đi thờ phượng Chúa trước? Cô Cúc đã đọc trong lời của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 rồi sao? Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều này. Trong khi Kinh Thánh chép chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng mà trong khi đó người vợ mình bảo là: anh ơi, ngày hôm nay em muốn anh chở em đi Vũng Tàu tắm. Bây giờ nghe lời ai đây?
cho cả nghe lời Chúa. Trong khi đó Chúa biểu rằng là con ơi, Chúa biểu hãy tìm kiếm Chúa trước, thờ phụ Chúa trước. Nhưng người vợ thì thích anh ơi, em thích chiếc áo đầm kia, nếu mà ngày hôm nay mà anh không chở em đến cái siêu thị đó, tới cái chỗ Ion đó mà mua á, là nó qua được á, em không có chiếc áo đầm, anh chịu trách nhiệm. Ví dụ như vậy. Bây giờ tôi hỏi anh chị em nè, nghe lời Chúa hay là nghe lời vợ? Nghe lời Chúa. Bất định nói sao? Áo đầm thì giờ khác để mua. Đúng rồi, chúng ta cũng nói người bên cạnh áo đầm để thì giờ khác mua. Áo đầm để thì giờ khác mua. Nếu chúng ta tìm kiếm Chúa đủ, chúng ta thờ phượng Chúa ngọt ngào, tâm linh chúng ta được nuôi đủ rồi, áo đầm là chuyện nhỏ. Anh chị em có tin vào điều đó không? Áo đầm là chuyện nhỏ mà cứ tìm kiếm Chúa. Nhưng mà Adam tại đây đã nghe lời vợ, và vợ đã nghe lời con rắn là gì? Ê, ăn trái cấm thì sao? Mắt sẽ mở ra, trí khôn sẽ bằng Đức Chúa Trời, giống như Đức Chúa Trời. Wow, nghe hấp dẫn quá, nghe hấp dẫn quá. Nhưng anh chị em ơi, cái sự cám dỗ của Satan, cái cám dỗ của xác thịt, cái cám dỗ của ma quỷ, nó luôn luôn xúi con người ta đi ngược lại cái lời hứa của Đức Chúa Trời. Amen. Trong lời của Chúa nó có những cái điều mà sẽ làm cho chúng ta bị đi ngược lại với thế gian này. Tôi kể cho anh chị em nghe. Một ngày kia tôi đang chạy chiếc xe, và chiếc xe của tôi đang chạy như vậy, và theo nguyên tắc thì chiếc sau phải đi sau và chiếc trước phải đi trước. Nhưng mà mấy anh tài xế xe ráp anh giỏi, cho nên anh nhanh nhẹn, cho nên anh lách qua anh chạy khác, và anh leo trên lề anh chạy cách đó, anh đi qua lại lẹ. Còn tôi cứ trung thành. Chúng ta thấy rằng cái người mà trung thành, cái người vâng lời giữ luật là cái người bị thiệt thòi. Và tôi cứ chậm rãi, và bao nhiêu cái đèn đỏ tôi còn chưa thoát cái xe mình qua khỏi được cái ngõ tư đó. Còn trong khi người ta lấn lề, người ta đủ một cách để người ta qua, còn tôi văn phục đều để bị coi như là cứ ngồi đó chờ, vừa tốn thời gian, vừa tốn xăng, vừa mệt mỏi, vừa trễ giờ, bị mất nhiều thứ lắm. Cái người mà trung thành với Chúa là cái người cũng sẽ bị trễ, bị thua thiệt và bị mất mát và gì. Nhưng rồi cuối cùng họ được về đến nhà bình an, còn tôi vẫn còn ở nơi đó. Họ được đi lúc đó đâu có cảnh sát đâu, họ được tới nơi tới chốn trước hết, còn tôi phải lặng lội chờ đợi phía đằng sau. Và cuối cùng cũng như là tôi phải đi trễ, tôi phải bị chậm hơn, tôi bị tốn xăng hơn, tôi bị tốn thời giờ hơn, tôi bị mất mát nhiều thứ lắm. Nhưng mà rồi cuối cùng họ được về tới nhà. Ngày hôm sau họ cũng được gửi đến một cái giấy phạt nguội. Đúng rồi, sao biết hay vậy? Bị phạt nguội. Còn mình vâng lời Chúa, mình chậm một chút mà mình không được gửi giấy. Không bị à, không bị gửi giấy à? À, tôi nói cho vui mà cô này của con còn tỉnh táo phải không? Không bị gửi giấy. Cho nên hỡi anh chị em, có nhiều lúc cái con đường của trần gian này sẽ làm cho chúng ta cảm thấy con đường rộng, thoải mái, đi không có cảnh sát, không ai thấy, Chúa không thấy, mục sư không thấy, chúng ta cứ đi trong con đường riêng tư của mình. Ồ, chúng ta vào trong cái quán nó có ai mà thấy, chúng ta ngồi kế bên người lau mặt cho mình ai mà thấy, chúng ta có thể làm cái uống những cái ly đó mà ai mà thấy, chúng ta có thể giấu những điều đó ai mà thấy. Rồi họ đi bình an, còn những người trung tín cứ lè khè bên vợ, cứ xách giỏ cho vợ, cứ lau phụ vợ lau nhà, phụ vợ nấu cơm, không ai thấy, chi cực vậy. Nhưng mà rồi cuối cùng anh chị biết rằng nó sẽ có một cái miếng giấy gửi lên phía sau, miếng giấy báo rằng ngươi đã phạm tội, ngươi sẽ bị bất an, ngươi sẽ gặp rắc rối, ngươi sẽ có những cái điều mất phước khi ngươi vượt đèn đỏ, khi ngươi lánh lề, khi ngươi không tuân thủ luật giao thông đời này, còn không thoát, huống hồ gì là ngươi không chịu tuân thủ lời hứa của Đức Chúa Trời. Amen. Lời phán dạy của Đức Chúa Trời. Cho nên điều này tôi muốn nói mà chép rằng
Adam và Eva đã không vâng lời Chúa, hậu quả là gì? Họ phải bị lõa lùng. Hậu quả là gì? Họ đã bị đuổi ra khỏi vườn. Hậu quả là gì? Họ phải làm đổ mà hồi sáng mới có mà ăn. Hậu quả là gì? Họ đã bị cắt đứt mối thông công mật thiết với Đức Chúa Trời toàn năng. Cho nên nhân danh Chúa Giêsu Christ trong giờ này, tôi khích lệ mỗi người trong chúng ta hãy cẩn thận khi vợ chúng ta xúi chúng ta làm điều gì. Cũng hãy cẩn thận khi chồng chúng ta xúi chúng ta làm điều gì. Chúng ta xem xét thử cái lời xúi đó, cái lời thúc giục đó, nó có phù hợp với lời Kinh Thánh hay là không. Nếu cái điều gì mà chúng ta thấy nó thuận với lời của Chúa thì chúng ta tiến hành làm, cho dù chúng ta có bị thiệt thòi nhưng mà chúng ta sẽ được phần thưởng phía đằng sau đó. Còn làm chúng ta có thể lợi lộc trước mắt, suôn sẻ trước mắt, thu nhập thêm trước mắt, coi như là hơn người khác nhiều điều lắm, nhưng mà nó sẽ kèm thêm một cái giấy phạt gửi đằng sau mà chúng ta không biết đâu. Con cái chúng ta mà thấy cha mẹ không đi nhổ, nó còn bắt chước nó không đi nhổ. Nó không đi nhà thờ thì nó sẽ đi nhà tù. Nó không đi nhà thờ thì nó đi vào trong những cái nhà mà không ai muốn tới. Hỡi tất cả anh chị em, chúng ta hy sinh một chút nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ có phần thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Hỡi tất cả những người chồng, hỡi tất cả người vợ tại đây, trong gia đình chúng ta bị thiệt một chút xíu nào đó mà chúng ta đang làm theo ý muốn của Chúa, có thể chúng ta trong cặp mắt đàn gian mình bị thua, bị thiệt. Tại sao người ta cùng ly ào ào mà tôi không được cùng ly? Tại sao người ta tháng 7 này người ta giật câu hồn ào ào mà tôi không được giật? Tại sao tháng 7 này người ta coi như là đủ thứ hết mà tôi không được, không được? Mình thấy mình bị thiệt thòi mà họ thì thoải mái. Nhưng hả anh chị em, chúng ta sẽ có phần thưởng khi chúng ta vâng lời Chúa. Hãy nói người bên cạnh, sẽ có phần thưởng cho những kẻ đầu phục Chúa. Sẽ có phần thưởng cho những kẻ đầu phục Chúa. Và nói nhỏ người bên cạnh, sẽ có giấy phạt khi vượt đèn đỏ. Sẽ có giấy phạt khi vượt đèn đỏ. Sẽ có giấy phạt khi vượt đèn đỏ. Đúng không? Và con người thứ hai cũng là lời vợ. Sáng này càng hay. Trong Sáng Thế Ký đoạn 16 câu 1 câu 2, nghe lời vợ đó nè. Abraham nghe lời vợ nè. Vả Sarah vợ của Abraham vẫn không sinh con được. Nàng có một con đồi Egypto tên là Aga. Sarai nói với Abraham rằng: này, Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi son sẻ, vậy ông hãy lại ăn ở cùng con đồi tôi, có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà sinh con chăng. Abraham bèn nghe theo lời của Sarai. Chúa hứa với Abraham rằng ngươi sẽ lìa khỏi quê hương bà con dòng họ. Abraham cứ vâng lời, phần của Abraham cứ làm theo. Nhưng mà mỗi tội chờ tới bao nhiêu năm? 20 mấy năm rồi mà vẫn chưa có con. Hơi căng rồi nha. Không biết có người nào tại đây đã nhận được một lời hứa nào của Chúa mà 20 mấy năm rồi mà vẫn chưa được? Có bao nhiêu người có một cái điều gì cưu mang mà 20 mấy năm rồi mà vẫn chưa được? Có ai không? Như vậy chưa có ai bằng Abraham cả. Như vậy dù cho Abraham 25 năm sau mới đạt được lời hứa, nhưng mà lời hứa của Chúa đã hứa thì cuối cùng cũng đã đạt được. Thì Chúa thành tín với Abraham, thì tôi nhân danh Chúa Giêsu tôi công bố rằng Chúa cũng sẽ thành tín với những kẻ nào trong đợi nơi Ngài. Amen. Trong thời điểm của Ngài. Nhưng mà tại đây là chưa có con, cho nên cái bà Sarah này bà nôn quá, bà vội quá, bắt đầu bà nghi ngờ. Chúa hứa là bà có con, sẽ có Isaac sinh ra, nhưng mà bà thấy sao chậm quá. Bà tìm cách là sao? Bà nói thôi ông ơi, tôi không xong rồi, tôi hết sức rồi, tôi già rồi. Bây giờ cái con nhỏ người ở của mình đây nè, nó xinh hơn tôi, nó đẹp hơn tôi, mà nó có sức hơn tôi. Thôi bây giờ ông ăn ở cùng con đồi của tôi đi, con đầy tớ của tôi, biết đâu qua nó mà nó sanh cho ông đứa con, đứa con nó như là đứa con của tôi vậy. Ông Abraham ông nghe câu đó sao? Ông phải. Phải. Chè, ông thấy lợi đủ thứ á. Không phải chấp nhận mà phái. Vợ kêu nữa, vợ mở đường.
Cho nên một lần nữa, hãy trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 16 câu 1 câu 2, một lần nữa nhắn nhủ với mọi người trong chúng ta là gì? Không phải cái gì vợ đưa ra đều là đúng hết đâu. Vợ đưa ra mà nó có phù hợp với Kinh Thánh hay không nữa chứ, đúng không anh chị em? Cũng chẳng phải cái tất cả ông chồng đưa ra đều đúng hết đâu. Chồng đưa ra nhưng mà điều đó có phù hợp Kinh Thánh là không nữa chứ. Kinh Thánh phải làm chủ. Nếu chúng ta làm điều gì mà không có Kinh Thánh hỗ trợ, chúng ta cần phải cẩn thận, đừng gây hậu quả rồi đổ thừa Chúa. Chúa có suối điều đó không? Chúa có biểu Abraham ngươi đến với người đầy tớ của ngươi, Chúa có nói không? Nhưng mà ai nói? Mục sư mà nó đổi ngược lại là sư bị bục rồi. Thì tổ chức những cái chương trình coi như là làm thế nào được nhiều tiền, bắt đầu tổ chức coi là bán hàng đa cấp, tham gia những cái chương trình đa cấp, rồi coi như là đi theo một cái giáo lý gọi là ân điển, siêu ân điển, đến nỗi mà khỏi nhóm ngày chủ nhật, vì mình tin Chúa mình đã được cứu rồi, mình đi nhóm thì mình cũng đã được cứu, mà không đi nhóm cũng đã được cứu rồi. Thế bây giờ chủ nhật đi làm ăn, cứ tư tưởng nó cứ gieo vào, cái riết hồi mục sư không còn đi vốn ngày chủ nhật luôn. Làm những vị mục sư trước đây giảng rất là hùng hồn đó nha, mà bây giờ chủ nhật là chúng ta thấy đưa lên mạng toàn là hội nghị ở Vũng Tàu, rồi hội nghị ở Đà Lạt, rồi đôi lúc hội nghị chỗ này ở kia, rồi vài tuần sau chúng ta thấy rằng mục sư vẫn ngồi bắt đầu vô cụng ly một cách bình thường. Họ nói là gì? Mình uống ly bia mình không có xuống địa ngục. Chúng ta được cứu là bởi vì chúng ta tin vào Chúa để rồi mình được cứu, chứ không phải là uống bia hay là không uống bia. Nghe lý thuyết bước đầu có vẻ là nó đúng. Tôi hỏi anh chị em nè, chúng ta được cứu vì chúng ta tin vào Chúa hay là tại vì chúng ta không uống bia? Chúng ta tin vào Chúa. Rượu này là nó giúp cho xương cốt tốt lắm. Rồi khi nào Dượng ăn, Dượng không tiêu thì Dượng uống vô chút xíu, thì tôi cũng uống một ly. Khi mà tôi ăn không tiêu, như vậy tôi có phạm tội không? Tôi có bị xuống địa ngục không? Không đến nổi đúng không? Trong khi đó là ông Phaolô ông cũng nói rằng là cái tỳ dạ của con David ơi, con khó tiêu cho nên con phải uống một chút xíu. Thật, Timothê á, ông Phaolô ông đó, ông Timothê như vậy á, thì uống một chút xíu. Thật ra thì Việt Nam chúng ta á, lạm dụng rượu quá, đâm ra là nguy hiểm vô cùng. Uống, tôi vô trong bàn tiệc 12 người, hay 10 người, tôi uống với Kháng được một ly, thì tôi uống với anh Tư được một ly, tôi uống với anh Tư thì tôi uống chung với bạn bảo vậy thôi, tự nhiên quên tên nữa rồi, bạn Lộc một ly, rồi uống bạn Lộc một ly thì tôi uống bạn Thanh được một ly, uống một ly với bạn kia một ly, rồi tôi uống một dòng như vậy thành 10 ly thì tôi như thế nào? Có rồi tôi không làm chủ được. Cho nên một lần nữa tôi khuyên anh chị em là gì? Không phải uống một ly bị xuống địa ngục hay không địa ngục, nhưng mà Chúa muốn mọi người trong chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta là những người đức, là những người giảng, chúng ta phải Nazire cho Đức Chúa Trời. Amen. 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 Cho nên ông Abraham ông nghe lời vợ, ông đi theo ý riêng, ông đã uống về không phải là bia tại đây mà uống nhầm phải phụ nữ. Ông uống nhầm cái ly mà người vợ ông đưa đó là cô Aga. Và sau khi ông uống xong bắt đầu ông xỉn. Ông xỉn đến mà ông không phải là bị một cái tách kịch, một cái giấy phạt, mà ông bị rất là nhiều. Từ khi một anh chàng Ishmael anh chưa sinh ra rồi đã khả năng đề rồi. Bắt đầu là gì? Bà Aga bà có bầu xong rồi gì? Bà trở mặt với bà Sarah. Bà khinh thường bà Sarah. Bà nhìn bà Sarah bà nói là trai độc thì không trái, gái độc thì không con, mày là đồ rủa xả nên mày không có con. Cứ mỗi ngày với lên bắt cả ta có bầu để không có bầu này là lên bắt cỡ chồng ta bây giờ, chồng của ngươi bây giờ thương ta nhiều hơn nè, lên bà làm vậy cái bà Sarah như thế nào? Cay đắng tổn thương mình giúp cho nó mà bây giờ nó được chút xíu rồi nó bẻ chĩa. Nhiều người ngày hôm nay trong lúc họ là bình thường cô thế, nhưng mà khi chúng ta giúp đỡ cho họ được một vài điều gì, họ thành công rồi họ trở mặt của chúng ta đấy nhỉ chị. Nếu không cẩn thận, chúng ta giúp mà không được sự chỉ dẫn của Chúa, giúp theo ý riêng á, họ sẽ làm cho chúng ta rắc rối.
Có người khi bị thiếu nợ, tớ như là một người cực kỳ dễ thương, ngoan ơi là ngoan. Dạ thưa cô, dạ thưa thầy, dạ. Rồi nói rất là dễ thương. Cái người đó hỏi ở ngoài kia, thì cuối cùng thì nói qua nói lại vậy. Chứ trong thời kỳ đó chúng tôi cũng cực kỳ khó khăn. Cô Hiền có cầm 5 triệu, trong 5 triệu cách đây mười mấy năm lúc đó cực kỳ lớn, đưa cho cái cô đó. Cái cô đó là một trong những cô nấu ăn mà, là có mấy cô này biết. Rồi sẽ đưa thì xong xuôi là lúc họ đưa thì ngoan ơi là ngoan, mà sau khi cầm được tiền trở thành bà chủ. Trở thành bà chủ, họ đạt được cái điều họ cần rồi thì bắt đầu họ trở thành bà chủ, bắt đầu họ lái mình. Cảm ơn Chúa, chúng tôi cầu nguyện thôi, coi như cái chuyện đó là bỏ nó qua một bên đi, bây giờ tìm kiếm Chúa trước. Cho nên một lần nữa tôi nhắn nhủ với tất cả mọi người chúng ta là gì, cái điều gì Chúa hứa với chúng ta thì trong thời điểm Chúa sẽ làm, đừng đi trước ý muốn của Chúa. Hãy nói người bên cạnh, đừng đi trước ý muốn của Chúa, đừng đi trước ý muốn của Chúa. Tại vì sao? Người nữ này đã xúi Adam, xúi ông Abraham để ăn ở cùng người hầu của mình, và có bầu. Từ khi có bầu đã gặp rắc rối, thì cuối cùng sinh ra anh chàng Ismael thì như thế nào anh chị em? Rắc rối còn hơn nữa. Rắc rối mà đến mức độ mà không phải rắc rối nằm trong tinh thần gọi là trong gia đình, mà bắt đầu nó rắc rối nó mang tính cách gọi là chủng tộc. Rồi gì không có chủng tộc rồi còn gì tới một quốc gia nữa. Quốc gia. Rồi nó không phải chỉ một ngày một bữa, mà hễ bây giờ giữa khối Ả Rập với Israel đánh nhau miết cho tới bây giờ. Đánh nhau từ khi trong bụng thai, đánh ra ngoài, rồi đánh mãi cho đến bây giờ. Cho nên ông Abraham chỉ cần vâng lời vợ, đi theo ý riêng một chút xíu, nan đề đã trải qua biết bao nhiêu thời đại. Hỡi tất cả những người nam đang có mặt ở đây, quý vị muốn trở thành một người đàn ông vươn đến đỉnh cao, hãy cẩn thận khi nghe lời xúi của người khác. Hỡi tất cả những con cái của Chúa tại đây, Chúa muốn dùng quý vị trở thành nguồn phước. Nhưng mà muốn trở thành nguồn phước, quý vị hãy cần chờ đợi, đừng làm theo ý của người khác xúi dục. Amen. Có người đã nói với tôi là gì? Hầu vì Chúa như ông giờ đến bao giờ mới ngốc là nổi không? Tôi nói hầu vì Chúa mà ngốc là sao? Thì đó, cứ đi cầu nguyện hoài, tôi thấy tội quá. Cứ đi như vậy rồi tiền đâu đổ sơn. Rồi đi nè, vào này là như là mình khỏi cần làm. Mình giới thiệu được một nhóm này, họ làm xong mình sẽ được cái này là theo cái dạng đa cấp vậy. Rồi họ xúi cách này cách kia cách nọ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa không phải là chúng tôi tài giỏi, nhưng mà Chúa thương xót, Chúa giữ vợ chồng chúng tôi không tham gia. Cứ tìm kiếm Chúa. Và cảm tạ Chúa đến bây giờ Chúa vẫn không để cho mình bị thiệt thòi. Lắc vai người bên cạnh nói là bạn cứ tin kính Chúa đi, Chúa không để cho bạn thiệt thòi đâu. Bạn cứ tin kính Chúa hết lòng đi, Chúa sẽ không để cho bạn bị thiệt thòi đâu. Amen. Cách đây mấy tháng á, thì cô bộ đi kiểm tra sức khỏe thì người ta nói cô bộ sẽ bị một cái chứng bệnh ung thư gì đó rất là nặng. Nhưng mà cô bộ thay vì đi tới bệnh viện thì cô bộ đi thẳng tới nhà thờ, thẳng tới đây và cầu nguyện Chúa và công bố Chúa là đấng chữa lành. Amen. Và cảm ơn Chúa, sau khi tìm kiếm Chúa xong đi tới khám, bác sĩ bảo là hết bệnh rồi, chúng ta vỗ tay rồi nghe ngài. Người thứ hai là cô của Mỹ Hiền, cô Năm chúng ta nhớ không? Cô cũng bị một bệnh ung thư rất là nặng và bắt đầu buồn và đủ thứ chuyện hết. Rồi con cái khắp nơi cũng đang lo lắng, mà thay vì đi tới bệnh viện thì tới đây cầu nguyện trước, công bố trước, cầu nguyện trước, thờ phượng Chúa xong. Qua ngày sau chúng tôi chở đi đến khi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói là tan hết rồi, không còn nữa. Chúng ta vỗ tay rồi nghe nha. Cháy dây nhạc trong sự bình nè. Cho nên tôi nói bà cho em là từ bệnh hoạn cho đến có những sự khó khăn, cho đến nan đề, cho đến hôn nhân, cho đến cuộc sống, công ăn việc làm, tôi cầu nguyện cho tôi và anh chị em hãy tìm kiếm Chúa trước. Amen. Hãy nhờ cậy nơi Chúa trước. Tôi tin chắc rằng Chúa là Đức Chúa Trời thành tín, Ngài không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Amen. Nhưng mà trong thời điểm của Chúa, mọi chuyện có thể xảy ra. Và cuối cùng, đúng thời điểm thì Isaac có ra đời không chị em? Đó.
lắc vai người bên cạnh đúng thời điểm Isaac của bạn có sanh ra đời. Amen. Đúng thời điểm Isaac của bạn có sanh ra đời. Đúng thời điểm Isaac của bạn sẽ sanh ra đời. Amen. Mỗi một người có một cái Isaac riêng. Mỗi một người có một cái sự cưu mang riêng. Mỗi một người có một nhu cầu riêng. Nhưng mà Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của mọi nhu cầu. Đức Chúa Trời chúng ta là đấng mà lắng nghe từng mọi năng đề. Và Đức Chúa Trời là đấng giải quyết mọi điều. Amen. Cái người thứ ba tôi muốn nói đó là ông Na-banh. Ông Na-banh này là một con người nhận bao nhiêu ân huệ từ nơi đầy tớ của Chúa là David. Nhưng mà ông nhận quá nhiều ơn. Nhưng mà đến khi mà quân lính David là gì? Bảo vệ nguyên bầy chiên của họ, bầy ngựa của họ, bầy dê của họ, ăn rẹp, quân thù tới, David đã bảo vệ, che chở, gìn giữ, không còn một con nào bị chết mất. Nhưng đến khi đầy tớ của Chúa cần một nhu cầu là cần một thức ăn, đang cần thức ăn, sai người đến với nhà Na-banh chỉ xin bao nhiêu? Xin một ít thức ăn thôi. Thay vì ông làm một vài con dê, con chiên để làm thịt để đưa cho đầy tớ của David đem về để nuôi quân lính. Đường này ông làm gì? Ông vừa cầm chai rượu, ông vừa xỉn, ông vừa chửi. David là ai? Thế này thế kia. Ta không biết David. La rầy. David nổi giận. David nói với quân lính: quân đâu? Dạ. Cầm gươm, cầm đao sẵn sàng. 600 người. Nó cầm gươm đao mà toàn cái thứ nó là cái gì không biết không? Cái dân mà cũng như là kinh thánh thì là dữ dội không á. Mà con đồ rồi hung đảng rồi thiếu nợ nần mà David giải cứu trở thành một đội quân đó. Chúng ta biết rằng nó dữ lắm á. Mà mấy anh mà từng giang hồ rồi đó, sống tốt với họ, họ cũng vô cùng họ tốt với chúng ta. Họ rất là biết điều nha. Mấy anh mà đã từng ra đời họ rất là biết điều. Mà chọc họ giận thì đừng có trách mấy anh đó, đừng có chọc mấy anh đó. Mà anh giận đâu. Bây giờ là sao? Anh giận ông Na-banh. Tất cả đứng lên. Chuẩn bị tới là gì? Họ thề là gì? Trong ngày hôm nay thề rằng cả gia đình của Na-banh không còn một cái gì sống sót cả. Từ Na-banh cho đến súc vật. Tiêu chưa anh chị em? Tiêu là trước mắt rồi. Nhưng có một người vợ khôn ngoan. Amen. Hãy nhìn người nữ bên cạnh đó. Bạn có phải là Na-banh? À, bạn có phải là vợ của Na-banh ngày nay không? Không à? Bạn có là Abigail. Amen. Bạn là Abigail ngày hôm nay. Hãy trở thành Abigail ngày hôm nay. Amen. Chào tất cả những người nữ trong thánh Salom là Abigail ngày hôm nay. Amen. Và cảm ơn Chúa. Abigail nghe được điều đó. Bà đã làm gì? Bà chuẩn bị tất cả những bà giết con cừu, giết con dê, bà nấu thịt rồi bà làm bánh trái vả rồi bà đem bánh sữa, bà làm quá chừng hộp bà đậu rang rồi, bà kéo người ta chở rồi đồ ăn quá chừng vậy. Đội quân của David hùng chuẩn bị đến để tiêu diệt cả gia đình của bà. Thì sao? Bà đến và sắp mình xuống trước mặt David. Bà xin lỗi David. Bà nói là chồng của tôi đã làm điều đó xúc phạm đến ngài, xin ngài tha tội. Và đây là lễ vật mà tôi biết ơn ông đã bảo vệ bầy chiên của tôi, đã bảo vệ gia đình tôi trong suốt ngày qua. Bây giờ đây là lễ vật nhỏ mọn của gia đình, xin ông vui lòng nhận giùm. Cứ của lễ của Abigail đã làm cho cơn giận của David đã hạ xuống. Lắc vai người bên cạnh, của lễ đẹp lòng làm nguôi cơn giận. Amen. Của lễ đẹp lòng làm nguôi cơn giận. Làm nguôi cơn giận. Có người nào đang có mặt tại đây mà vợ quý vị đang nổi đùng 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 giận quý vị? Quý vị mua một món quà đúng ý vì có cười chưa? Có chưa? Có rồi hả? À có rồi. Wow, chúc mừng anh Khánh, càng vỗ tay quý vị. Wow. Đây là người chồng thông ăn nè. Wow. Có người chồng nào đang có mặt tại đây mà quý vị đang nổi giận đùng 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 muốn vợ, chuyến này là gì? Ra cho vợ một trận. Cứ còn vợ nấu một bữa ăn thiệt là ngon, ủi một cái áo thiệt là thẳng, cứ như là lo nhà cửa thiệt là sạch, trở về ông chồng cười chưa? Amen. Abigail biết được tình thế đầy nguy hiểm, được chép ở trong Samuel đoạn 25 á, từ câu 2 cho đến câu số 12 như vậy, thì bà mới lấy tất cả những lễ vật đó đến để làm cho từ tướng David
cho đến tất cả quân lính phải bị hạ xuống, dịu đi, êm xuôi đi. Vì sao? Đây là người nữ đầy khôn ngoan. Người nữ khôn ngoan sẽ xây cất nhà mình, còn kẻ ngu dại thì phá đổ nó. Ai tìm được người vợ là tìm nguồn phước và hưởng được ân huệ của Đức Giê-hô-va. Một người nữ tài đức, ai sẽ tìm được giá trị nào sẽ trỗi hơn châu ngọc. Duyên là giả dối, sắc là hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Amen. Abigail đã đem lễ vật đến đưa cho David, và David đã nhận lễ vật từ nơi ca Abigail, và David đã không tiêu diệt, không có phá hoại, không có tàn sát gia đình của Abigail chút nào, bởi vì bà là một người vợ đầy khôn ngoan. Tôi mong muốn những người nữ đang có mặt ở đây là những người được cứu chuộc bởi huyết Chúa Giêsu, là những con người được xưng công bình trước mặt Chúa. Quý vị không những là người con cái của Chúa ngoan ngoãn, mà quý vị trở thành những người vợ đầy khôn ngoan trong gia đình. Có nhiều người không, tôi không hiểu được là gì, thương chồng, thương chồng, ví dụ như là thích cái múi sầu riêng, ví dụ thích múi sầu riêng vậy, nhưng mà vô cùng ghét cái vỏ sầu riêng, thích cái trái bưởi, ăn trái bưởi, nhưng vô cùng ghét cây bưởi. Hãy nghe tôi nè, tâm lý của mấy ông đàn ông á là gì? Họ thương mẹ, thương cha họ lắm, đúng không anh chị em? Chỉ cần mấy người con dâu mà khôn một chút, nhịn một chút, vui vẻ với má chồng mình một chút, ông chồng cũng nói là cái gì của anh là của em. Còn có nhiều người không biết, cứ đi đấu với má chồng không à, coi má chồng mình là cái thù, còn có ông chồng mình là fan mà xưa rồi. Chỉ mấy ông chồng ngu thì cái đó, mấy ông chồng ngu mới hiệp với vợ mình chửi má mình thôi, đúng không? Chỉ có mấy ông chồng nhu nhược mới hiệp với vợ mình và tấn công mẹ mình thôi. Còn những người chồng mà đàng hoàng là không có chuyện đó đâu. Mà để cho chồng mình vui đơn giản, cứ kính sợ Chúa, theo lời Kinh Thánh, Chúa biểu hiếu kính cha mẹ, cha mẹ ruột cũng như cha mẹ chồng, cha mẹ vợ cũng như là cha mẹ mình. Mình cứ nghĩ như vậy, mình được phước và con cái mình cũng được phước. Amen. Là những người được cứu. Chúng ta học nơi tinh thần của Abigail, qua cái cách của chúng ta mà làm nguôi cơn giận của ông chồng, qua cái cách của chúng ta mà làm tan cái sự hận thù với hàng xóm, qua cái cách của chúng ta mà làm tất cả những người mà đang thù ghét gia đình sẽ trở thành được hòa thuận với gia đình. Những người vợ đừng dự hơi với chồng để rồi xúi chồng làm bậy. Nhiều người ngày hôm nay ông chồng mình ăn sai mà cứ là sao? Xúi vào, ủng hộ vào. Và làm sao? Đã làm cho năng đề. À, có thể chồng bạn này ra giùm tôi bị chi phối, bạn này có ăn. Cho Thiên Hương ra giùm và Hương Hương ăn. Cho nên có nhiều cái người chồng đã sai rồi, nhưng người vợ không tỉnh táo đứng về phía Chúa để làm cho ông chồng mình thức tỉnh quay lại với Chúa, mà còn lại hiệp với chồng để tấn công hội thánh, vô cùng nguy hiểm. Ông chồng ông nghĩ sai về hội thánh, ông nghĩ sai về ông mục sư, ông tìm cách ông tấn công mục sư, ông nói xấu mục sư, rồi ông tìm cách ông bỏ nhốt. Thay vì như vậy thì người vợ đến nói với người chồng là sao? Anh ơi, đó là đề tớ của Chúa, đừng đụng đến người sự sức giàu của Chúa. Amen. Người đó, ông mục sư, ông có sai á, thì Chúa có cách để Chúa dạy đề tớ của Ngài. Amen. Còn phận của mình cứ cầu nguyện, mình cứ trung tín, mình đến là mình thờ phượng Chúa, chứ không phải là mình thờ con người. Amen. Mình không phải là mình hoàn toàn nghe lời con người, nhưng mình nghe lời Kinh Thánh. Amen. Mà anh ơi, mình đừng bao giờ giận giữ là hoàn thù đó. Thì sao? Ông chồng ông sẽ hiệu dịu xuống, ông đi nhà thờ và ông im với Chúa. Còn đường này, ông chồng vừa nói như vậy, bà vợ nói, ơ, tôi cũng thấy vậy đó. Tới nhà thờ này là thấy chết rồi. Vô gặp mấy mẹ này là thấy rồi. Ông sư gì vậy? Ông giảng cho tối ngày, ông nhìn gia đình mà nó chữ vậy vậy ha. Ông bơ ở nhà này. Thôi, mà không đi được, bỏ nhà thờ này, đi nhà thờ khác rồi đi. Giờ cho tiêu nhà thờ này. Cứ làm vậy, cái đầu suối ông chồng. Cái ông chồng nó quái quá.
ông khoái quá. Cái là ông được một ngày chủ nhật, ông đi nhà thờ, ông ở nhà bị dụ rồi, mắc bẫy rồi. Cái ở nhà cái ông ở không, ông đem đồ ông nhậu. Ông cái mở tivi cũng có giảng vậy, nghe thì có vẻ thiêng liêng lắm, nhưng mà đã mắc lừa rồi. Chớ bỏ qua sự nhổm lại. Cho nên người vợ khôn ngoan á là xây đắp gia đình của mình. Người vợ khôn ngoan là làm nguôi cơn giận của người khác nữa. Để có một gia đình hạnh phúc cần lắm những tấm lòng giống như Abigail tại nơi đây. Tôi cầu nguyện cho tinh thần của những người nữ trong hội Thánh Salom sẽ qua quý vị mà làm cho danh của Chúa được vinh hiển. Amen. Qua quý vị mà cứu thêm nhiều người chứ mà giết thêm nhiều người. Amen. Nếu Abigail mà không ra tay kịp là chết cả đám, chết cả gia đình, và phải là tan xác hết. Cho nên cảm ơn Chúa, tôi muốn lướt qua vậy. Và tôi muốn chia sẻ thêm một phần tiếp theo những người đàn ông nữa là ông thứ tư, ông thứ năm đó là ông Nehemi. Tôi đọc cho quý vị nghe ở trong Nehemi đoạn 4 câu số 14. Tôi xem xét chỗ dậy và nói các người tước vị, quan tướng và dân sĩ còn sót lại rằng: chớ sợ chúng, khái nhớ Chúa là đấng cực đại và đáng kinh. Hãy chiến đấu cho anh em mình, cho vợ, cho con trai và con gái, cho vợ và cho cả nhà mình. Amen. Một người đàn ông mà gương mẫu, một người đàn ông mà mạnh mẽ là gì? Hãy chiến đấu không phải cho mình, mà chiến đấu cho con trai, con gái, cho vợ và cho cả nhà của mình. Amen. 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 Xin Chúa giúp đỡ cho những người đang có mặt ở đây. Chiều hôm nay quý vị nướng thịt, quý vị nướng kho mì không phải là cho quý vị, mà cho vợ và cho con trai và con gái quý vị nữa. Amen. Quý vị đem mực lên không phải là quý vị hưởng không, mà quý vị nướng mực cho tất cả những người đang có mặt tại nữa. Amen. 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 Quý vị kho thịt không phải là cho quý vị ăn, mà quý vị kho thịt cho con trai con gái và cho cả hội thánh công an. Amen. Tất cả những gì chúng ta làm mà vì danh Chúa và vì anh em mình làm, tôi đảm bảo anh chị em là công khó chúng ta trong Chúa không bao giờ bị hư mất. Ở trong sách Nehemi đoạn 4 câu số 14 đã nói như vậy. Ông kêu gọi tất cả những con người khác gì? Tôi đọc lại cho quý vị nghe. Nehemi đoạn 4 câu số 14. Tôi xem xét, tôi kiểm tra và tôi bắt đầu tôi trỗi dậy. Không có là những người đàn ông đừng có gục ngã mà nhút nhát hèn mạt lắm, nhưng phải trỗi dậy. Và nói với các tước vị, nói với tất cả những người trong hội thánh Sơn, những nhân sự rằng, và các quan tướng, những người hầu vị Chúa rằng, và những người còn sốt là rằng: chớ sợ chúng. Chúng ta cũng nói là chớ sợ chúng. Chớ sợ chúng. Không sợ. Amen. Amen. Khá nhớ rằng Chúa là một đấng cực đại và đáng kinh. Amen. Hãy nói người bên cạnh: Chúa chúng ta là đấng cực đại và đáng kinh. Chúa chúng ta là đấng cực đại và đáng kinh. Amen. Hãy nhớ Chúa là đấng cực đại và đáng kinh. Amen. Hãy chiến đấu cho anh em của mình. Amen. Hãy chiến đấu cho con trai. Hãy chiến đấu cho con gái của mình. Hãy chiến đấu cho vợ và cho con và cho cả gia đình của mình. Amen. Khi chúng ta hầu vì Chúa, khi chúng ta làm một việc gì đó, mình đừng nghĩ ích lợi cho mình, nhưng hãy nghĩ ích lợi cho vương quốc của Chúa. Amen. Kinh Thánh cho nó là phàm làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Amen. Bao lâu mình nghĩ mình làm cho người này người kia mình sẽ bị vấp phạm. Amen. Nhưng mà bao lâu mình nghĩ tôi làm việc này là tôi làm cho Chúa. Amen. Tôi gửi thùng mực là tôi gửi cho hội thánh, cho Chúa, cho tôi không gửi cho ai cả. Amen. Thì chúng ta sẽ có động lực và chúng ta mạnh mẽ, chúng ta gửi tiếp tục. Còn mình nói mình gửi thùng mực này lên cho ông nó ăn, bà anh ăn cho mình lên chứ. Cho ông ăn mà sao nó quạo vậy, cho ăn mình lên, không biết ơn. Cho nó ăn một tháng này sao không bị tỏ, sao mình là mình không có động lực. Mình nghĩ tôi sẽ gửi thùng mực này lên cho hội thánh, cho Chúa. Amen. Thì chúng ta sẽ được phần thưởng từ nơi Chúa. Amen. Hay là bất cứ việc gì vì Chúa. Amen. Chúng ta sẽ được phần thưởng từ nơi Chúa. Amen. Còn chúng ta làm việc gì mà chúng ta là vì con người, thì chúng ta chỉ được phần thưởng của con người. Amen. Và bị vấp phạm bởi con người. Amen. Ông Nehemi, ông đã chiến đấu vì danh của Chúa. Ông chiến đấu cho cả gia đình, cho dòng họ. Ông chia sẻ như vậy và cảm ơn Chúa. Ông là người thành công, và qua ông mà nhiều người đã được phước. Amen.
Cảm ơn Chúa. David cũng đã chiến đấu, đã cầu nguyện và giúp đỡ cho cả gia đình của ông. Và qua David mà cả những người khác cũng đã được cứu. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho mọi người cho chúng ta. Tôi chỉ lướt sơ qua phần này rồi chúng ta sẽ kết thúc. David chiến đấu cho gia đình mình. David bị hoạn nạn lớn vì dân sự toan ném đá người, bởi hết thảy đều có tâm thần đầy cay đắng vì cớ mất con trai con gái nhà mình. Nhưng David được sức mạnh nơi Jehovah Đức Chúa Trời mình. David thâu lại mọi vật của quân Amalek đã cướp lấy và cũng giải cứu vợ mình nữa. Chẳng thiếu một ai, hoặc nhỏ hay lớn, hoặc gái hay trai, hoặc là một hóa tật nào của dân Amalek đã cướp lấy, David đem về hết thảy. Có nghĩa là những người đàn ông mạnh mẽ là những con người biết yêu thương, chăm sóc, bảo vệ gia đình của mình. Amen. Khi mà vợ con của mình bị quân thù, nó lấy một lĩnh vực nào đó, nó cướp lĩnh vực nào đó, nó hãm ép một vấn đề nào đó. Chúng ta là những người đàn ông, hãy mạnh mẽ, đứng lên, can đảm, nhờ cậy nơi Chúa và lấy lại tất cả những gì gia đình chúng ta đã bị mất. Hỡi tất cả những người đàn ông, hãy vươn lên đỉnh cao. Đừng thấy vợ mình yếu đuối, mình bước trước yếu đuối theo. Đừng thấy vợ mình bị tha hiếp, rồi mình bị thung lùi. Nhưng hãy mạnh mẽ, giống như David, đứng lên, nhờ cậy nơi Chúa, dứt lại từng nơi cai thù để lấy sự bình an cho vợ của mình. Nhiều, nhiều người vợ đang bị tổn thương. Nhiều người vợ đang bị đau đớn, nhiều người vợ đang bị cảm thấy bị bức xúc trong lòng, rồi có những cái sự mặc cảm, tự ti, đủ thứ điều đang tấn công những người vợ. Rất cần những người chồng tin kính Chúa. Amen. Rất cần những người chồng mạnh mẽ, rất cần những người chồng mà cũng như là can đảm đứng lên dành sự sống, dành niềm vui, dành hạnh phúc, dành sự bình an, dành tất cả những điều gì mà ma quỷ đã lấy để đem lại, trả lại cho gia đình mình, để gia đình mình tiếp tục sống trong sự bình an, phước hạnh từ nay. Chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cầu nguyện ngay trong giờ này. Chúng ta nói: Chúa ơi, Chúa giúp đỡ cho con là những người sẽ quyết định đứng về phía Chúa. Con sẽ là những người đứng về phía Chúa, bảo vệ gia đình. Con là những người cầu thay cho gia đình. Hallelujah. Con sẽ là những con người không nghe lời con người để làm những chuyện tội lỗi, nhưng mà kính sợ Chúa và làm theo lời của Chúa. Chúng ta cùng hướng về Ngài và chúng ta cùng Ngài hết lòng ngay trong giờ này. Hỡi tất cả anh chị em, hallelujah. Ôi Chúa Giêsu là của lễ đời đời của chúng ta. Chúa Giêsu là hình bóng trong một vấn đề. Ma quỷ đã xúi là ngươi, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, hãy khiến bánh đá này thành bánh đi. Và Chúa Giêsu không làm theo lời của ma quỷ. Mà Chúa Giêsu đã phán là người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng mà người ta sống nhờ lời phán là từ miệng của Đức Chúa Trời. Ma quỷ Satan xúi ngài nhưng ngài không làm theo. Ma quỷ bảo rằng đưa ngài lên đất cao, bảo rằng ngươi hãy gieo mình xuống đi. Nhưng có lời thiên sứ chép rằng sẽ có thiên sứ nâng ngươi trên bàn tay. Nhưng mà Chúa Giêsu không làm theo lời sử dụng của ma quỷ. Chúa Giêsu nói rằng đừng thử thách Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi. Hãy nhờ cậy nơi Chúa, hãy cẩn thận. Ma quỷ bảo rằng ngươi hãy thơ lại tao đi, ta sẽ cho ngươi tất cả. Nhưng mà Chúa Giêsu đã trả lời rằng đừng, không được, không được điều đó. Ngươi chỉ thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi mà thôi. Hallelujah. Trong danh Giêsu Christ, hãy làm theo tấm gương của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là hình bóng của Abigail tại nơi đây. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.